Từ lực Bookstore, mình Đinh Quang Thái xin chào, kính chào quý khán giả. Sau đây xin kính mời quý vị theo dõi một phỏng vấn của chúng tôi với nhà báo Đào Ngọc Minh Tùng, cũng là Facebooker khách huyền đao. Cuộc phỏng vấn này là ngày thứ Hai, 15 tây tháng 2 năm 2021. Chúng tôi chọn một cái chủ đề là ông Donald Trump đã được Thượng viện Liên bang tuyên bố trắng án, nhưng mà ông Trump có thể vẫn phải đối diện với nguy cơ bị truy tố về tội hình sự. Thưa khán giả, cái tóm tắt là hôm thứ Bảy vừa qua thì Thượng viện Liên bang của Mỹ đã bỏ phiếu với số phiếu là 57 phiếu thuận, 43 phiếu chống. Như vậy tức là không đủ cái túc số 67 phiếu để có thể kết án ông Donald Trump dựa theo cái bản luận tội của Hạ viện là ông Trump đã xúi dục dẫn tới cuộc bạo loạn ngày 6 tây tháng Giêng tại trụ sở Quốc hội Liên bang. Sau khi mà cái cuộc bỏ phiếu xong xuôi đó thì nghị sĩ lãnh đạo phe thiểu số của Cộng hòa tại Thượng viện là ông Mitch McConnell đã có một bài diễn văn, một cách vắn tắt như vậy. Ông ta nói rằng về mặt đạo đức, về mặt thực tế thì ông Donald Trump vẫn hoàn toàn có trách nhiệm về cái vụ tấn công tòa nhà Quốc hội ngày 6 tây tháng Giêng. Ông Mitch McConnell còn nói rất rõ là cái đám đông mà bạo loạn đó đã được nuôi dưỡng bởi các tin tức sai do một người duy nhất, cái người đó có quyền uy trên cái quả đất này, đó là ông Tổng thống Mỹ. Vì người đó, tức là ông Tổng thống Mỹ, đã tức giận vì thua cuộc trong cái cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11. Ông Mitch McConnell còn nói rõ là ông Trump vẫn có thể chịu trách nhiệm về mọi thứ mà ông Trump đã làm khi còn đương nhiệm là Tổng thống Mỹ. Và ông Trump chưa thoát khỏi việc bị truy cứu trách nhiệm về bất cứ chuyện gì cả. Đây là cái câu hỏi chúng tôi muốn nêu lên với nhà báo Đào Ngọc Minh Tùng, tức là Facebooker Khách Huyền Đao. Xin chào anh Đào Ngọc Minh Tùng, để xin hỏi anh một câu ngay là theo nhận định của anh đó, thì anh giải thích sao về cái thái độ của ông Mitch McConnell? Một mặt thì ông bảo rằng ông tuyên bố là ông sẽ bỏ phiếu để ủng hộ quyết định trắng án cho ông Donald Trump vì cái việc cái tội đó nó không hợp với hiến pháp, vì hiến pháp không cho phép cái tội một người mà đã không còn làm đương quyền nữa. Nhưng mà mặt khác thì cái bài diễn văn của Mitch McConnell nặng quá, gần như là một cái lời kết án rằng ôi mọi cái chuyện bạo loạn đó là do ông mà ra cả đó. Thì anh nhận định làm sao? Xin chào quý khán thính giả của Từ Lực Bookstore vào ngày đầu năm mới. Trả lời câu hỏi của anh thì riêng tôi nghĩ rằng đây là một cái cách mà ông Mitch McConnell bán cái qua cho bên hành pháp của ông Joe Biden sau này. Tại vì chúng ta cần ghi nhớ cái chi tiết đáng giá của ngày hôm qua khi mà trước khi người ta bỏ phiếu cho cái việc kết luận ông Trump có tội hay không, thì người ta đã đồng ý, có nghĩa là công nhận để đưa vào hồ sơ cái những cái chi tiết khác mà tôi nghĩ rằng nó sẽ dùng những cái bằng chứng đó để tiến hành nhiều bước pháp lý sau này. Và những chi tiết là gì ạ? Chắc chắn. Những chi tiết đó là gì thế? Thưa anh, người ta đang chú trọng vào cái chuyện mà ngày hôm đó ông Trump, tính mạng của ông phó tổng thống đang nguy ngập. Ông Trump biết điều đó, nhưng ông Trump đã không làm gì để cứu ông Mike Pence. Đó là một cuộc nói chuyện giữa ông thượng nghị sĩ Tuberville. Ông nói trực tiếp với ông Donald Trump vào ngày 6 tháng 1. Ông báo cáo cho ông Trump biết rằng ông Mike Pence đã rời khỏi nơi này. Nguyên văn câu nói của ông là phó tổng thống đã được di chuyển khỏi nơi này. Bây giờ tôi cũng phải đi ngay. Thành ra người ta chăm chú vào cái chuyện mà ông Trump biết cái nguy hiểm ông Pence có thể bị chết. Nhưng mà ông Trump đã không làm gì hết. Thì cái chi tiết đó là một tuyên bố của một bà dân biểu gốc Cộng hòa ở Washington. Bà này bà nói rằng đích thân ông Tuberville đã nói lại cho bà vào ngày hôm đó. Có nghĩa là người ta có bằng chứng, có nhân chứng sẵn sàng điều trần. Nhân chứng là một dân biểu của đảng Cộng hòa, rằng ông Trump biết ông Mike Pence bị nguy hiểm tới tính mạng nhưng mà vẫn không cứu. Nhưng mà bây giờ thì hồ sơ vụ án nó khép lại với cái chi tiết đó đưa vào làm bằng chứng. Như vậy tức là rằng, mời anh nói tiếp ạ. Dạ. Tôi nghĩ rằng cái ông Mitch McConnell ông đã công nhận rằng ông Trump có tội, nhưng mà ông muốn đẩy cái chuyện này qua cho bên
Bộ Tư pháp của Tổng thống Joe Biden để bên Dân chủ thì sẽ bị kẹt nếu mà tấn ông Trump hóa, cũng bị mang tiếng là đảng phái. Riêng bên ông Mitch McConnell thì bị thoát ra khỏi cái tính chất đảng phái khi phải bị xét xử một người của đảng mình. Ông Mitch McConnell này ông khôn lắm. Ông là một con cáo già của đảng Cộng Hòa. Cái khó của ông Joe Biden là như thế này thưa anh. Tại vì ông Joe Biden đã tuyên bố rằng ông muốn là một tổng thống hàn gắn tất cả mọi cái sự chia rẽ của nước Mỹ. Mà bây giờ nếu phía bên ông Mitch McConnell, theo như lời nhận định của anh Đào Ngọc Minh Tùng đó, là đá trái banh nó qua cho phía bên Dân Chủ, mà ông Joe Biden lại khuyến khích phía bên Dân Chủ để truy tố đi đó, thì ông trả lời sao với cử tri là ông muốn hàn gắn đây? Ông muốn hàn gắn mà ông lại tiếp tục chia rẽ như vậy à? Mà ông không làm đó thì nó trở thành cái tiền lệ là mai sau đây một anh tổng thống mà cứ làm bừa đi rồi sao không có trách nhiệm gì cả. Không? Mà thậm chí trong mấy cái ngày điều trần vừa qua đó, họ cho thấy rằng đã có 5 người chết trong cái vụ tấn công đó và 2 người cảnh sát sau đó tự tử nữa, tức là liên quan đến mạng sống của con người chứ không phải là chuyện bình thường nữa. Nhưng mà thưa anh, cái đây là cái câu tôi muốn nêu là ông Mitch McConnell đó thì ông khôn, bởi vì ông bảo là ông không, nếu như mà ông Donald Trump còn tại vị đó thì có thể ông Mitch McConnell sẽ nghĩ một cách rất là cẩn trọng để bỏ lá phiếu kết án ông Donald Trump. Nhưng mà vì hồ sơ chuyển qua lúc ông Trump không còn vai trò nữa, thì bà Nancy Pelosi bảo rằng cái đám Cộng Hòa đó đã không có nhận cái hồ sơ của phía bên Dân Chủ trước ngày 20 tháng Giêng. Anh có thấy rằng ông Mitch McConnell gọi là lợi thế hoàn toàn trong cái vụ này không? Thưa đúng, dạ thưa đúng anh. Cả anh và tôi và nhiều người biết rằng ông Mitch McConnell là ông này, như anh dùng, ông này là một ông cáo già. Ông 30 mấy 40 năm kinh nghiệm trong trong chính trường rồi. Thì ông dạ vâng, tôi đồng ý với anh là ông tùy theo cái tình hình. Ông biết rằng Donald Trump làm như vậy là làm bậy, mà ông tùy theo tình hình để ông có thái độ khác nhau. Thì bây giờ rõ tiếng của câu chuyện đối với dư luận là người ta chăm chú vào cái hình ảnh của nhiều ngàn người biểu tình ở bên ngoài rồi xông vào. Nhưng mà đối với giới chính quyền thì cái hình ảnh của người ta là đám đông ngày hôm đó đi săn lùng bà Pelosi và ông Mike Pence. Người ta chuẩn bị cả một cái giá treo cổ. Đó đâu phải là những cái cây cột cờ mà 5-7 người có thể dựng lên sơ mang tính biểu tượng đâu. Đây là một cái sự chuẩn bị trước. Và thật sự người ta có thể treo cổ ông Mike Pence ngày hôm đó nếu như người ta tìm ra ông ấy lẫn bà Pelosi. Thành ra ông Mitch McConnell ổng không chạy được cái chuyện đó. Nhưng mà bây giờ ổng tìm cách làm sao cho để nếu mà đảng Cộng Hòa phải bị đẩy vào cái thế bỏ phiếu kết án ông Trump thì ít hay nhiều cũng làm mất lòng một số cử tri. Ông Mitch McConnell ổng đi nước cờ này, tôi nghĩ rằng ổng với ông Joe Biden có những cái thỏa thuận tạm thời. Chuyện này sẽ chưa kết thúc. Nó liên quan tới quá nhiều người thưa anh. Những người bị liên bang bắt khi mà xâm nhập vào tòa nhà Quốc hội thì ai cũng nói rằng Tổng thống Trump mời tôi làm về ổng. Thành ra dù muốn dù không thì từng cái vụ án nhỏ, từng cái hồ sơ truy tố nhỏ đều có mặt của một nhân chứng, một liên can là Donald Trump. Thì cái chuyện này không thể nào mà nó lặng đi như ở bên thủ tục luận tội được. Nhưng mà chúng ta đã biết là thủ tục luận tội là nó không phải là một cái phiên xét xử thông thường như tòa án như trước tới giờ. Thành ra nó gây tranh cãi từ cái chuyện luận tội cho tới chuyện tha bổng hay là không có tội, vân vân. Nhưng mà nói tóm lại nói là một cái tiến trình rất là đặc biệt, chưa có tiền lệ. Thì tạm thời bây giờ là người ta tha tội cho ông Trump, chứ ổng đã bị luận tội rồi. Anh vừa mới nói rằng giữa ông Mitch McConnell và ông Joe Biden có thể nhé, đã có những cái thỏa thuận đặc biệt để có thể dàn xếp cái chuyện này, nhưng mà nó sẽ còn nhiều cái diễn ra trong những ngày sắp tới nữa. Những cái thỏa thuận giữa ông Joe Biden và ông Mitch McConnell nếu có thì là những cái gì?
Anh tôi nghĩ rằng nó liên quan tới cái chuyện mà Thượng viện sẽ bỏ phiếu chấp thuận cho đề cử của ông Joe Biden đối với vị trí Tổng trưởng Tư pháp của ông Merrick Garland. Ông Merrick Garland là trước đây đã đáng lẽ ổng vào bên cái ghế tối cao pháp viện. Nhưng mà ông Merrick Garland này đã được dư luận đoán trước từ lâu rằng có thể sẽ là một trong những người bị phe Cộng hòa chống đối nhiều nhất khi mà cái chuyện mà bỏ phiếu để chấp thuận đề cử của ổng, có nghĩa là ổng có thể sẽ là một cái mất thời gian hơn đối với ông Joe Biden. Thành ra riêng bản thân tôi nghĩ rằng cái thỏa thuận của Joe Biden với lại Mitch McConnell nếu có là liên quan tới chuyện hai bên đồng ý với nhau các anh sẽ điều tra và truy tố vụ này như thế nào, ai là người truy tố, dĩ nhiên ông Merrick Garland. Và nếu ông sẽ đi những bước thế nào nếu không làm hại đảng Cộng hòa của chúng tôi, thì chúng tôi hứa với anh chúng tôi sẽ làm cho cái tiến trình này nó diễn ra nhanh, tất cả mọi chuyện, mọi nghị sự của anh sẽ được trôi chảy. Tôi nghĩ rằng đó là những cái thỏa hiệp cần thiết giữa giữa bên lập pháp và bên hành pháp. Điều may mắn ở đây là Joe Biden là một trong những vị tổng thống rất là hiếm hoi trong lịch sử nước Mỹ mà ông ta đã có tới ba mươi mấy 40 năm làm việc ở Thượng viện. Do đó, ông ta hiểu hết tất cả những vũ khí, những công cụ, những cái cách làm việc của bên hành pháp, và do đó cái sự hợp tác nó sẽ dễ dàng hơn, thưa anh. Nhà báo Đào Ngọc Minh Tùng, tức là Facebooker Khách Huyền Đao, đang trả lời phỏng vấn của Tự Lực Bookstore. Thưa anh, cái lời phát biểu của ông Mitch McConnell đó có phải là một cái dấu hiệu rõ như 2 với 2 là 4, là ông muốn tách ông ra khỏi cái đảng Cộng Hòa của Donald Trump, và ông cùng với những người Cộng Hòa mà bảo thủ nguyên thủy đó muốn giữ lại cái tính truyền thống của đảng Cộng Hòa mà không có Donald Trump? Dạ thưa, chắc chắn tôi nghĩ rằng cái di sản là cái quan trọng nhất của những chính trị gia. Ông Mitch McConnell, ông Donald Trump hay là ông nào cũng vậy, người ta cũng muốn để lại cái dấu ấn của người ta. Ở bên đảng Cộng Hòa thì tự nhiên vụt một cái trong vòng 5-7 năm Donald Trump trở thành một người mà tiếng Mỹ người ta gọi là kingmaker, có nghĩa là những chính trị gia sau này của đảng Cộng Hòa muốn được thắng cử, muốn được lên thì phải đến diện kiến với lại Donald Trump. Nhà Donald vua, Trump nhà vua, là nhà. ông host. Là ông này phải đóng dấu. Thì ông thấy không? Mitch McConnell không muốn chuyện đó xảy ra. Dù gì đi nữa, ông ta là lãnh tụ của Đảng Cộng Hòa đã nhiều năm rồi. Và ông ta sẽ không chấp nhận để cho toàn bộ cái di sản của mình bị xóa nhòa bởi Donald Trump ở cái vị trí của một kingmaker và ở nhiều vị trí khác. Nhiệm kỳ này là nhiệm kỳ cuối cùng của Thượng nghị sĩ Mitch McConnell. Nhiệm kỳ Thượng nghị sĩ 6 năm, năm nay ổng 70, hình như là 70, 78, 78 78. tuổi rồi anh. Thành ra có thể coi như là đây là nhiệm kỳ cuối cùng của ổng. Và hiện tại bây giờ thì Đảng Cộng Hòa đang đứng trước nguy cơ trở thành Đảng Trump hay là trở về Đảng Cộng Hòa. Thì đối với lịch sử, nếu như Đảng Cộng Hòa kể từ ngày hôm nay mà trở thành Đảng Trump, thì cái tên của ông Mitch McConnell nó sẽ đi kèm với cái sự kiện đó. Sau này lịch sử sẽ phán xét. Năm 2020, lãnh tụ của Đảng Cộng Hòa lúc bây giờ là Mitch McConnell đã để những sự việc đó xảy ra, và kể từ sau đó không ai nhắc tới tên ông ấy nữa. Điều đó không phải là điều Mitch McConnell muốn. Và chúng ta đã thấy những cái cuộc thanh trừng nội bộ. Bên truyền thống đã tạm giữ được cái phòng tuyến của họ, là họ giữ được bà Liz Cheney ở vị trí thứ ba của Đảng Cộng Hòa. Còn những người mà gọi là for Trump, theo ông Trump, thì đang gặp một cái thất bại là bà Marjorie Taylor Greene bị loại ra khỏi hai cái ghế ủy ban. Kế tới, nếu chúng ta nhìn thấy bà Lauren Boebert là cái bà dân biểu của Colorado mà đòi mang súng vô quốc hội đó anh. Nếu như loại được bà đó nữa thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng rằng cái phe truyền thống đã bắt đầu lấy lại hoàn toàn cái ảnh hưởng của họ. Còn hiện tại bây giờ chưa biết, nhưng chưa gì hết mà ông Trump ông đã lại ra tuyên bố theo cái kiểu mà chúng ta chỉ mới bắt đầu, MAGA chỉ mới bắt đầu, chúng ta chưa kết thúc đâu. Thì theo tôi nghĩ đây là cách mà ông Trump đẩy ông Mitch McConnell vào
vào cái thế anh không thể là bạn của tôi được nữa. Đối đầu nhau đấy, dạ. Dạ dạ Thưa anh, trước khi mà xảy ra cái cuộc bỏ phiếu hôm thứ bảy vừa rồi đó, thì báo chí có nhắc tới một cái tình huống là phía bên Dân Chủ vẫn có thể viện dẫn một cái tu chính án để bỏ phiếu, mà họ chỉ cần cái đa số tương đối thôi, tức là 51 phiếu là họ có thể ngăn cấm ông Donald Trump không được ra tranh cử những chức vụ liên bang và lãnh đạo nước Mỹ. Thì cái cơ may đó có không ạ? Dạ thưa có thưa anh Thái, nhưng mà trong cái tình cảnh mà chính phủ mới của Joe Biden và cả nước Mỹ cần phải thông qua rất là nhiều dự luật, những cái vị trí nội các để giải quyết cái vấn đề COVID lớn nhất, thì tôi nghĩ rằng cái chuyện này nếu có xảy ra cũng phải chờ thêm một vài tháng nữa. Riêng cái chuyện đó là nó nằm ở trong cái tu chính án thứ 14. Cái chuyện mà luận tội để trục xuất, để khai trừ ông Trump là nó nằm ở trong hiến pháp, nằm trong hiến pháp, nó nằm ở trong cái hai nơi khác nhau, là tu chính án thứ hai số 25 thì quy định nếu như tổng thống bị truất phế thì ai sẽ kế tục, là còn tu chính án số 14 là cái mà anh nói là người ta sẽ, tu chính án thứ 14 nói như vậy, không có bất kỳ một viên chức nào, một không có bất kỳ một ai, những người đã từng đặt tay lên kinh thánh tuyên thệ bảo vệ hiến pháp mà có những hành động ủng hộ chuyện tách rời ra, kích động bạo loạn, thì những người đó không được, người ta dùng chữ so not, không được giữ một chức vụ nào nữa. Thì đây là một, lại là một cái chuyện khác nhau. Và cái tu chính án thứ 14 này, nó nếu nó xảy ra, nó sẽ không xảy ra giống như một phiên tòa tương tự như cái vụ luận tội và xét xử, Xét mà nó chỉ, dạ, mà nó chỉ đơn giản là một nghị quyết thôi thưa anh. Nghị quyết đưa ra được 51 phiếu thì người ta sẽ cấm ông Trump. Nào, hiến pháp tu chính án thứ 14 họ có thêm một phần nữa, giả sử như cái chuyện đó xảy ra và người ta đạt được hơn 51 phiếu để cấm ông Trump không được giữ những nhiệm vụ nữa, thì cái phán quyết đó vẫn bị đảo ngược, coi như là vô giá trị nếu như người ta có được 2 phần 3 số phiếu bầu của Thượng viện. Yeah. Thành ra cái chuyện này, cái nghị quyết này nó tôi nghĩ rằng nó không xảy ra liền bây giờ, nhưng mà nếu nó xảy ra sẽ vài tháng nữa, và nó là một phần riêng biệt so với cái vụ luận tội impeachment nha, nó là hai phần riêng biệt. Và chúng ta thời lượng phát hình chỉ còn 1 phút nữa thôi. Nhà báo Đào Ngọc Minh Tùng có điều gì muốn nói thêm về cái chủ đề luận tội và cái nguy cơ mà ông Donald Trump có phải đối diện với những cái truy tố của tiểu bang về tội hình sự? Thưa anh, tôi nghĩ rằng ông Mitch McConnell trở lại với cái bài tuyên bố mà anh có ý muốn nhắc tới lúc đầu. Với tôi thấy rằng đây không phải là một lời hứa của ổng dành cho cử tri, dành cho dân chúng, mà nó có vẻ giống như một lời hứa của một đảng với một đảng. Có nghĩa là ông Mitch McConnell đại diện với đảng Cộng Hòa hứa với ông Joe Biden rằng chúng tôi, chuyện này vẫn chưa xảy ra. Tại vì nếu không thì không có tự nhiên mà ông Mitch McConnell lại thêm vào trong cái bức email cái phần thứ hai nhấn mạnh rằng một tổng thống vẫn có thể bị truy tố ngay cả sau khi ông ấy đã rời nhiệm sở nếu như ông ấy phạm tội trong cái lúc đang còn nhiệm vụ, đang còn ở vị trí. Thì tôi nghĩ rằng đây là một lời hứa chính trị. Ông Mitch McConnell muốn có một khoảng thời gian để củng cố lại đảng Cộng Hòa, để đưa đảng Cộng Hòa trở lại như nó vốn đã từng có. Bên đảng Dân Chủ thì tôi nghĩ rằng ông Joe Biden không có lý do gì để không chấp nhận cái điều kiện thỏa hiệp đó, miễn là ông Mitch McConnell hứa rằng chúng tôi sẽ truy tố Donald Trump. Cách nào thì chúng ta chưa biết đâu anh. Thưa quý khán giả, chúng tôi sẽ đọc lại nguyên văn câu ông Mitch McConnell nói như thế này: Donald Trump vẫn có thể chịu trách nhiệm về mọi thứ mà ông Trump đã làm khi còn đương nhiệm là tổng thống. Và cái trách nhiệm đó, cho dù ông Trump giờ phút này là một công dân của nước Mỹ, ông Trump vẫn chưa thoát khỏi việc bị truy cứu trách nhiệm về bất kỳ chuyện gì đã xảy ra. Chào tạm biệt nhà báo
Đào Ngọc Minh Tùng, tức là Facebooker Khách Huyền Đào, và hẹn gặp lại anh vào thứ sáu tuần này. Rất cảm ơn anh Thái. Xin chào tạm biệt anh Thái và quý khán thính giả của Từ Lực Bookstore. Một năm mới vui vẻ. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình Điểm Tin sáng thứ ba ngày mai. Nhà sách Từ Lực hân hạnh giới thiệu với quý độc giả tác phẩm Tết The Vietnamese New Year. Đây là công trình biên khảo viết bằng Anh ngữ của cố giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, nhằm giới thiệu với các độc giả đọc tiếng Anh về những phong tục truyền thống trong lễ Tết của dân tộc Việt Nam. Tác phẩm Tết The Vietnamese New Year có rất nhiều hình vẽ và hình minh họa liên quan đến phong tục tập quán Tết của dân tộc Việt Nam. Thí dụ như là cây nêu, thí dụ như là nguồn gốc của bánh dày bánh chưng, nguồn gốc của ngày lễ đêm giao thừa, nguồn gốc của bầu cua cá cọp, đánh bài tam cúc, đánh bài tứ sắc vân vân. Và thậm chí, giáo sư Nguyễn Ngọc Bích còn biên khảo và giới thiệu qua cho độc giả đọc bằng Anh ngữ những phong tục như là chơi bài chòi của tỉnh Bình Định, Việt Nam. Tác phẩm Tết The Vietnamese New Year của cố giáo sư Nguyễn Ngọc Bích hiện đang bán tại nhà sách Từ Lực. Địa chỉ là 14318 Brookhurst Street, thành phố Garden Grove, California 92843. Điện thoại số miễn phí để quý độc giả gọi vào là 1888 204-7749, 1888-204-7749, và số điện thoại trực tiếp là 714-676-8310. Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Xin gọi 1888-204-7749 hoặc ghé trang nhà tulucmore.com. Xuân đã về với mọi nhà và Tết Tân Sửu 2021 đã lấp ló ngay trước cửa mỗi gia đình. Năm nay, dù đại dịch coronavirus vẫn còn hoành hành khắp thế giới, cho nên, dù nhiều sinh hoạt hội hè chào đón năm mới bị hủy bỏ, nhưng đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước vẫn rộn ràng chuẩn bị đón Tết. Cách đây đúng hơn 30 năm, nhạc sĩ Ngô Mạnh Thu lúc ấy còn sinh thời đã thực hiện một chương trình phát thanh trên đài VNCR tại quận Cam, miền Nam California với chủ đề là Chúng ta đi mang theo quê hương. Nhạc sĩ Ngô Mạnh Thu nói về những di sản của người Việt đem đến quê hương thứ hai này nhằm góp thêm các di sản đa văn hóa đã có mặt từ trước đó tại Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Và trong lòng những người tị nạn Việt Nam, hình ảnh quê hương mà họ mang theo đến vùng đất mới này bao gồm cả chùm khế ngọt như cách diễn tả của nhà thơ Đỗ Trung Quân, bao gồm cả những loại hoa quả cây trái bày biện trên bàn thờ, phòng khách những ngày Tết. Ngay tại quận Cam, miền Nam California, bên cạnh nhà sách Từ Lực, không khí Tết rõ ràng nhất là tại gian hàng bán trái cây, hoa quả của cô Ánh. Có thể nói rằng, gian hàng không thiếu một loại cây trái nào đã từng hằn sâu trong ký ức của mỗi cá nhân chúng ta lúc còn ở quê nhà Việt Nam. Không những thế, gian hàng của cô Ánh còn có các loại trái cây của các nước khác trên thế giới để khách tha hồ chọn lựa, mua sắm, chuẩn bị đón Tết. Cây nhãn da bò, cây nhãn hạt tiêu, cây long nhãn, cây nhãn Hawaii, cây ổi sa lị, cây ổi không hột Đài Loan, cây mắng cầu Hoàng hậu, cây mắng cầu Na Việt Nam, cây mắng cầu Xiêm, cây mắng cầu đỏ của Do Thái, cây sapoche lòng mức trái dài, cây sapoche Alano trái tròn, cây khế, cây mận xanh, cây mận đỏ, cây xoài Thanh Ca, cây xoài Savoy, cây xoài cát Hòa Lộc, cây xoài Nam Đốc Mai, cây cherry Việt Nam, cây mít Thái Lan, cây vải, cây chanh dây, cây chùm ruột, các loại bông, bonsai, cây bông sứ, cây lồng đèn, cây mai, các loại rau trồng sẵn trong chậu, mua về trồng xuống đất như ngò gai, ngò om, ớt, rau quế, rau tía tô, rau kinh giới, rau cẳng cua, rau dấp cá, cây sả, cây cần tàu.
đến gian hàng cây trái của cô Ánh, chúng ta sẽ thấy hình bóng của các ngôi chợ của quê nhà Việt Nam, với hầu hết các loại cây quả, rau trái không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của gia đình Việt Nam, và đặc biệt là không thể thiếu trên mâm quả bày cúng tổ tiên ông bà chúng ta trong 3 ngày Tết. Gian hàng cây trái của cô Ánh nằm trong tiệm nước Okiwater, địa chỉ là 14340 Brookhurst Street, thành phố Garden Grove, chip code là 92843, cùng một dãy nhà chỉ cách nhà sách Tự Lực 10 bước đi bộ. Và số điện thoại để quý khách gọi trực tiếp nói chuyện với cô Ánh là 714-261-7456, 714-261-7456.